Bác là bác tạo hình đúng không bác? Cháu nghe xem trên hay xem triển lãm biết. Nhưng hôm nay cháu mới được gặp. Vì cháu bận ít đi được mấy, chỉ có xem cháu nhiều. Cháu làm cái gì? Dạ. Cháu làm bên viễn thông nhưng mà cứ thích cây rồi cứ đi quay. Rồi đi quay cây. Cháu có một kênh YouTube chuyên về cây. À, kênh. Dạ vâng. Cháu tên là gì? Cháu là N2T ở trên YouTube ấy. Nhưng mà thường hay quay ở chợ chiếc linh tinh. Vâng. Với lại một số triển lãm. Cháu suốt ngày đi qua đây nhưng mà chỉ nhìn thấy mấy cây ngoài, hôm nay liều vào cái gặp nhiều cây đẹp quá. Đọc cái tên ở cái này thì biết là bác. Cây này đem đi nhiều nơi đúng không bác? Cây này không? Chưa đem gì đúng không? Chưa từng có. Cây đấy là cái trang hả bác? Vừa mới xuống lá, xuống lá xuống dăm. Đấy, bác nghệ nhân đấy các bác. Đi theo bác một tí. Ôi, này mà cháu ở mấy ngày không quay được hết. Xin phép đi theo bác cái cây này cái. Cây này là thông đen ở Nhật đúng không bác? Ôi, cây này vĩ đại quá anh. Cây này là mình nhập về đúng không bác? Ở đây mình có buôn bán hay là mình chỉ để chơi thôi bác? Có bán. Cây này mà trên thị trường giờ đang khoảng bao nhiêu bác? Cháu hỏi để biết thôi. Đẹp quá. Vĩ đại quá. Đấy, xin phép. Đứng xa mình mới quay được hết cái view. Thông đen. Đấy, mặt cây nhân. Cái này mình chăm nó thì có cái gì đặc biệt không? Hay chỉ tưới? Bình thường thôi, cây thông đen này nó khỏe lắm. Dạ. Cái bệ nó kinh khủng. Tài tình. Nhìn cái lá nó thích ghê. Thỉnh thoảng cho đi trốn việc cho đi quay phim. Mê. Tiếp tí. Bệ này. Bệ. Quá đẹp. Cây to mà họ làm được kỹ thế bác. Kỹ. Quá kỹ. Thấy chưa? Này, nhìn vòng nha. Đây đây đây. Festival này. Một đoạn trên họ cắt đi. Đấy. Nghe một vòng rồi này. Chuyển cái thân lên nha các bác, điều chuyển cái thân con u đây, xong rồi bước lên chỗ kia, đấy
xung xuê quá nên nhìn là tối quá. Tay cảnh này bác làm rất kỹ và cũng to. Đấy, bác nhìn này, tối lắm, tối tối. Xin phép là đi ra tán quá nha. Ngược sáng, ngược sáng. Ngược vẫn phải quay các bạn, đẹp. Không nhìn thấy thì thôi. Dành riêng một clip cho ông Thông Đen này. Đó. Nó gọi là siêu cây các bạn. Siêu cây. Siêu cây Thông Đen tiền tỷ. Không phải là tiền tỷ mà rất nhiều tỷ. Đây là cây nhài Nhật. Lại một ông mộc nữa. Nhài hoa nó rất to. Đi lướt một tí để tí nữa quay lại cây Thông Đen này. Sốc không chịu được. Bạn tới quay hết cái góc này đã các bạn. Mục tiêu là quay hết vườn. Đấy, lão, xanh lão, xanh dáng lão. Nè, ngày mà cắt tỉa đi vào form rồi thì đừng có đua. Đấy, nhìn đầu tư cái chậu chưa? Đừng có đùa nha, đùa nhìn ra rùa nha. Ấy lại một con quái vật này nữa. Cũng cùng chưa, một bên là cụ uống trà, một bên có hòn đá rất đẹp. Cũng từ xa, cách xa 5 mét các bạn mà vẫn chưa thể view được hết. Nhìn vào chi tiết nha. Lại một tác phẩm hoàn toàn cắt giật. Bệ này, cây này cũng phải rất nhiều tỷ đấy các bạn. Rất nhiều tỷ. Thế thì mình có cái máy quay, nó có cái khẩu độ với cái góc mở nó rộng, view hết được cái cây to này. To mà không hề thô, to mà rất là kỹ càng. Đấy, các bạn nhìn này, Nam Điền nhé. Các bạn nhìn tán này, hoàn toàn cắt giật nha các bạn nha. Đấy, nhìn này này. Các bạn nhìn cái đường xương này. Cắt nhá. Và nó lại cắt nhá, cắt giật nhá, không có dây dợi gì đâu nhá. Thì phải mất hàng trăm năm mới có cái cây như này thôi. Đấy, cái vết cắt của tay thì nhỏ bé, tay thì nhỏ bé bằng cái dễ con này đâu. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác, cháu quay hết nhá. Đấy, đây, bác này, bác chủ đây, xe của bác chủ. Các nhà bác ở đâu ấy? Biết tên tuổi bác nhưng mà là nhưng mà hôm nay mới biết vườn. Đấy, nói với các bác là như thế. Ngay đại lộ Thăng Long đúng không bác? Đây, Nguyệt Quế này. Nguyệt Quế này có xứng đáng là vài tỷ không bác? Quá xứng đáng. Bệ, bệt. Bệ, cực kỳ bệt. Cực kỳ bệt và đều. Thích không? Quá thích, quá thích, là phân tích luôn. Clip này có khi là đặt tên là các siêu cây các bạn. Các siêu cây.
siêu cây. Đây các bác nhìn này, cái rễ của nó nhá, bàn tay của tôi chỉ bằng một cái rễ con này thôi nhá. Đấy, thì bác tưởng tượng là tôi phải đứng xa khoảng độ 10 mét thì mới view được một phần. Đấy, rất xung xuê, rất đều. Cành này hiểu sao vậy, chắc là do vận chuyển hay nào, chứ cành này tiếc quá. Quá tiếc. Chắc bác vào thăm vườn thôi. Lại phải đi luôn đấy. Đấy, đi chưa bác. Đây là quay thì nó không nhìn được ok như mắt thường đúng không bác, nhưng mà sẽ đi vào cái chi tiết nhỏ đây. Tay này, tay tán. Đấy, đừng cắt, đừng cắt cái này là lũa nữa, lũa cho vết sẹo nó mịn đi mà. Đấy, đấy, rất hợp lý. Thân vệ xoắn xít, xoắn xít, xoắn xít. Wow, quá là nể phục. Trông trong cái bể siêu nguyệt quế, siêu cây. Đây, gốc trang đỏ, gốc trang đỏ, gốc trang đỏ. Bác nhìn vào bên tỉa lá chứ không phải là chết đâu bác nha. Dầm nó dày như dầm ruối, kinh khủng, dày như dầm ruối, dày như dầm ruối. Siêu xanh. Rồi, quay lại cái thông này cho nó hấp dẫn đi các bác. Kinh điển. Đúng là phong cách Nhật Bản. Phong cách Nhật Bản các bác. Siêu cây Nhật Bản. Nói về thông, về tùng thì Nhật Bản siêu rồi. Nôi của bonsai này các bác. Thực phép của tôi khi tôi không view được hết cái cây này quá, nó không chi tiết được, vào chi tiết thì nó lại không nhìn thấy toàn bộ. Đó, cái mặt kia đây các bạn nhìn lá này nhé, xanh nhé, sướng không? Đó. Đấy, xanh rậm dày, các bạn định tỉa lá này. Làm lại cái đường chuyển thân của nó bên phía bên này các bác nhé, hơi tối. À, đứng xuống gầm này, các bác nhìn cố gắng tưởng tượng này, hơi tối nhé. Rồi, cành to nhưng mà làm không hề thô các bác nhé. Xin phép quay thế thôi để còn sang cái cây khác. Không có này buổi khác vào nữa thì lại hơi mất thời gian. Đấy, ôi trời ơi. Trời ơi, tôi đi chết rồi. Sang cái khác các bác nhé.